Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên nhiều tờ báo, tạp chí quân sự cho thấy rằng có khá nhiều nước đang bày tỏ sự quan tâm đến dòng tiêm kích F-16 mới nhất của Mỹ, phiên bản F-16V, có biệt danh là Viper. Máy bay F-16V là đời nâng cấp của dòng tiêm kích hàng nhẹ F-16 ra đời từ năm 1978. Nó sử dụng cùng khung thân và động cơ như là F-16 Fighting Falcon, nhưng lại có radar AESA mạnh hơn, mức độ phản xạ sóng radar thấp hơn, được trang bị hệ thống tác chiến điện tử và điện tử hàng không mới. Dòng F-16V đã được Mỹ bán cho một số nước có quan hệ quân sự ở mức thấp như là Slovakia, Bahrain và Maroc, trong khi đối với các khách hàng có quan hệ quân sự cao hơn, Mỹ sẽ cho hàng F-35 và F-15. Dòng F-16E cao cấp hơn F-16V, có động cơ mạnh hơn, khung thân được thiết kế lại, đã được chào hàng tới chỉ một số ít khách hàng như là Ấn Độ và UAE. Vào năm 2012, không quân Mỹ sao cho hãng Lockheed Martin một hợp đồng nâng cấp 145 máy bay F-16A và F-16B của Không quân Đài Loan. Bản nâng cấp này được gọi là F-16V. Phiên bản này bắt đầu cắt cánh từ năm 2015. Cũng trong năm này, hợp đồng nâng cấp 134 tiêm kích KF-16 của Không quân Hàn Quốc lên tiêu chuẩn F-16V được loan báo. Không quân Mỹ cũng có kế hoạch nâng cấp hơn 1.000 chiếc F-16 làm lực lượng lâm thời, cho đến khi các máy bay F-35 thay thế hoàn toàn vai trò của F-16. Phiên bản F-16V có đặc điểm nổi bật là năng lực tác chiến được nâng lên, nâng cấp chủ yếu là gia đa mảng pha quét chủ động AESA, phát đi các tín hiệu trên nhiều giải tần số vô tuyến và khiến cho đối phương khó phát hiện, phá sóng. Công nghệ này giúp cho máy bay gia tăng khả năng tàng hình. Loại gia đa hiện đại này cũng được trang bị trên các tầm kích thể thứ năm của Mỹ như là F-22 và F-35. F-16V có thể sử dụng các tên lửa không đối không AIM-9X. Tuy nhiên, dòng F-16 Viper có năng lực hạn chế trong việc chế áp phòng không. Máy bay còn có thể mang theo tên lửa chống bức xạ AGM-88 hàm hoặc là bom di đàm để tấn công các cụm radar của đối phương. Các thiết bị cơ điện trong buồng lái được hệ thống màn hình trung tâm do hãng Elbit System phát triển. Tiêm kích F-16 Viper có các máy tính tác chiến nâng cấp. Máy bay có hệ thống liên kết dữ liệu mới giúp cho nó tương tác với các máy bay hiện đại hơn như là F-22 và F-35. Hệ thống tác chiến điện tử của F-16V cũng là một phiên bản mới. Một số thông tin nói giá một chiếc F-16V vào khoảng 67 triệu đô la. Trong một diễn biến khác, với sự thất bại nặng nề của Patriot tại Trung Đông đã làm cho giới chức Mỹ có phần lo ngại về phản ứng của các đồng minh. Do vậy, họ đã nhanh chóng có phản ứng nhằm lấy lại lòng tin cho các đồng minh bằng việc phát triển một radar mới để khắc phục điểm yếu của Patriot hãng Raytheon vừa chính thức công bố hệ thống radar mới giúp khắc phục điểm yếu và tăng hiệu quả đánh chặn mục tiêu. Hệ thống mới được gọi là bộ cảm biến tên lửa phòng thủ và đánh chặn tầm thấp, là thế hệ radar cảnh báo tên lửa tiếp theo của phòng thủ Mỹ. Hệ thống này sẽ được trang bị cho tổ hợp Patriot Park 3 nâng cấp mới. Hệ thống radar mới sẽ giúp khắc phục điểm yếu lớn nhất của hệ thống mắt thần thuộc Patriot hiện nay, đó là chúng chỉ bao phủ được một góc 90 độ và điều này sẽ để lại một khoảng trống nhất định trong khu vực mà hệ thống radar này theo dõi đại diện hãng Raytheon cho biết rằng những radar thế hệ mới sẽ giúp phiên bản nâng cấp Patriot có khả năng bảo vệ được 360 độ, trong khi vẫn duy trì được khả năng cơ động cũng như là giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng xuống còn 50%. Raytheon cho biết rằng những hệ thống radar mới sẽ được ưu tiên trang bị cho quân đội Mỹ, sau đó sẽ được dùng để nâng cấp Patriot của một số đồng minh. Phiên bản được trang bị radar mới được định danh là Pac-3 MSE với nhiều cải tiến về đạn tên lửa đặc biệt là sử dụng thế hệ đạn tên lửa có tốc độ bay lớn và nguyên lý tấn công xuyên phá động năng để tiêu diệt mục tiêu. Đây là phương thức tấn công đạt hiệu quả cao đối với các mục tiêu nhỏ có sơ tốc cao như là tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình của đối phương. Ngoài ra, kết cấu động cơ đẩy nhiên liệu rắn hai tầng cho phép tăng gấp đôi tầm bắn hiệu dụng của đạn tên lửa đánh chặn. Đạn tên lửa đánh chặn mới cũng nhỏ gọn hơn cho phép tăng số lượng đạn tên lửa đánh chặn trang bị trên các bề từ 4 lên 16 đạn. Nhà sản xuất đã khẳng định rằng khi gói nâng cấp với gia đà mới hoàn thành, hệ thống Patriot sẽ khắc phục được nhược điểm không phát hiện được mục tiêu hoặc là phản ứng chậm khi bị tấn công, giống như trường hợp của Patriot của Arab sau khi bị lực lượng hào thi tấn công vào nhà máy dầu hồi tháng trước. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.